Ngon quá, ngon quá. Thịt của con mèo này thật là ngon. Trịnh ra hết coi. Tao muốn ăn cái phao câu của nó. Tao muốn nếm cái mùi thơm thơm. Không, không, của tao mà. Hả? Sao con mèo này nó có thể cử động được rồi kìa? Chắc tiệt, không lẽ nó đã biến thành zombie giống như chúng ta? Đói quá, đói quá. Tao sẽ ăn sạch chúng mày. Đói quá, mình muốn ăn thêm nữa. Mình muốn ăn thêm nữa. Chết tiệt, phía dưới có chuyện không ổn. Mẹ, mẹ kiếp, sao nhiều voi chết thế này? Rốt cuộc ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy? Khốn kiếp, dẫu gì loài voi của mình to lớn, hung tợn, không có loài nào ức hiếp được. Mà sao những đồng loại này lại bị cắn xé, cào cấu, người đầy vết thương chằng chịt thế này? Chết tiệt, không lẽ xuất hiện một quái vật nào đó đang lộng hành hay sao? Nhanh lên, phải đi khắp nơi khu vực này, tìm hiểu mới được. Đừng, xin các ngài sư tử, tha mạng cho loài châu của chúng tôi đi. Chúng tôi là những con cuối cùng của loài rồi đó. Cái gì? Tha mạng cho chúng mày à? Bọn tao không có ăn chay, tha cho chúng mày. Bọn tao chết đói thì sao? Chịu chết đi. Không, nếu các người bước tới, bọn ta sẽ liều mạng đó. Có sinh vật nào đang tới kìa. Làm ơn, cứu chúng tôi với. Đói quá. Cuối cùng, ta lại tiếp tục tìm thấy thức ăn nữa rồi. Đứng lại. Mẹ kiếp, thứ gì thế này? Một con mèo to lớn lỗ lét à? Lần đầu tiên ta thấy thứ kinh dị như thế này đó. Chết tiệt, mày định giành thức ăn với bọn tao à? Hả? Tao không có giành đâu, mà tao sẽ ăn luôn chúng mày. Bọn tao không biết mày là thứ gì, nhưng mày giỡn mặt với bầy loài chúa sơn lâm bọn tao. Bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiến lên nào anh em. Chết tiệt, còn một con sư tử ở bên này nè. Nó đang tấn công chúng tôi. Cứu chúng tôi nhanh lên. Khổ kia, con sư tử đáng ghét cuối cùng kia. Mày định qua mặt tao, cướp lấy chiến lợi phẩm của tao à? Tao sẽ xé xác mày. Cảm ơn đã cứu chúng tôi. Ngươi làm cái gì mày? Ngon quá đi. Chúng là lũ ngu ngốc. Ta không có dư hơi để cứu các ngươi đâu. Ta chỉ muốn ăn thịt mà thôi. Ở phía dưới này cũng xuất hiện rất nhiều sinh vật bị xé xác. Khốn kiếp thật. Chắc chắn là có thứ gì đó đang lộng hành thật sự rồi. Đau quá. Cứu tôi. Tôi không muốn chết đâu. Còn một con trâu còn sống. Này, thứ gì đã ra tay với các ngươi? Là một con mèo to lớn, lở lét khắp người. Đây, chết tiệt, mình phải báo chuyện này về cho tổ chức Sunomali mình biết mới được. Được rồi các cậu, hôm nay chúng ta tập trung lại đây để báo cáo tình hình ở các khu rừng mà tôi đã giao nhiệm vụ cho các cậu tuần tra. Báo cáo sao? Khu rừng phía Bắc, mọi thứ đều ổn, sinh vật sống chan hòa với nhau. Còn khu rừng phía Tây, với phía Đông, mọi sinh vật có xích mích một chút, chứ không đáng kể. Và lũ thợ săn ở đó cũng giảm săn bắt, nên sinh vật được sinh trưởng đầy đủ hơn. Tốt lắm các cậu. Ủa, sao giờ này quái vật voi Sunomali còn chưa trở về nữa? Thưa thủ lĩnh, tôi về rồi đây. Báo cáo thủ lĩnh, không hay rồi. Khu rừng phía Nam tôi tuần tra, xảy ra một chuyện kinh hoàng. Xuất hiện một thứ gì đó được cho là một con quái vật mèo lở lét. Nó đã giết hàng loạt sinh vật. Tôi cố gắng tìm kiếm dấu vết của nó, nhưng không thể nào thấy nó được. Cái gì? Một quái vật mèo lở lét à? Cậu có nhầm lẫn không vậy? Loài mèo nhỏ bé làm sao mà có thể náo loạn các khu rừng được? Tôi chắc chắn mà. Bởi vì một nạn nhân trước khi chết đã mô tả thứ đó lại cho tôi. Thủ lĩnh, không còn nhiều thời gian đâu. Được rồi, tất cả các thành viên sở thú Sunomali nghe đây.
Hai người sẽ là một đội, nhanh chóng sử dụng đĩa bay truy tìm khắp khu rừng phía nam. Phải tìm bằng được thứ đó. Ngon quá, ngon quá. Thiệt là đã, thiệt là tuyệt vời. Ta sẽ ăn sạch, ta sẽ ăn sạch những thứ đã ta nhìn thấy trên đường đi của ta. Dừng lại, thưa khổ kiếp kia. Đó là thức ăn của ta. Mà ngươi ở đâu xuất hiện dám giành ăn lấy thịt những động vật của ta? Khu rừng này do ta làm chúa tể. Ngươi dám tới đây tranh giành à? Vì thế này, một con trâu thật to lớn. Nếu ta xé xác ngươi, ăn thịt ngươi, chắc chắn ta sẽ thỏa mãn được cơn đói của mình. Hay lắm, vậy ngươi sẽ trở thành bữa tối ngày hôm nay của ta. Cái gì? Cái gì? Cả ta mà ngươi cũng dám ăn thịt ta? Chết tiệt, vậy thì ta sẽ phánh da xẻ thịt ngươi. Lại đây, lại đây, cho ta cắn miếng nào, cho ta cắn miếng nào. Ngon quá, ngon quá, thật là sảng khoái. Đất kia, đất kia, ở phía dưới kia có rất nhiều sinh vật đã chết. Hả? Nhìn thấy đó rồi, thấy thứ quái vật mèo lở loét đó rồi. Cái quái quỷ gì thế này? Nó là một con quái vật mèo zombie. Hả? Các người là thứ gì? Sao lại từ trên trời rớt xuống? Có phải các người tới đây để nộp mạng làm thức ăn cho ta hay không? Ta mới hơi bị nê bụng, nhưng ta vẫn có thể tiếp tục ăn. Chết tiệt, có vẻ như thứ này đã biến thành một con zombie khát máu. Bây giờ nó không thể nào tự chủ bản thân của mình được rồi. Nó chỉ biết cắn xé và ăn thịt thôi. Đúng vậy, bây giờ chúng ta khuyên ngăn nó cũng vô ích. Hay là cố gắng kéo dài thời gian, đợi đồng đội của chúng ta tới đây, chúng ta sẽ xử lý nó một lúc luôn. Hả? Các người lẩm bẩm cái gì đó? Có phải sợ rồi phải không? Vậy để ta tiến tới xé xác các người, để các người không còn cảm nhận đau đớn nữa nhé. Chết tiệt, nó tiến về phía của chúng ta rồi. Cẩn thận quái vật nhện, chúng ta phải cố gắng chống cự lại nó trước khi những đồng đội khác tới đây phụ chúng ta. Tôi biết rồi, hãy cẩn thận quái vật bôi dưới nó mà đi. Để những móng vuốt hàm răng sắc nhọn và đầy virus của nó ra. Chết tiệt, không sao đâu, đừng sợ. Chúng ta đã là những quái vật xuống nó mà lì rồi, chúng ta sẽ không bị lây nhiễm virus giúp mi được đâu. Nhưng hãy cẩn thận những đòn tấn công vật lý của nó, nó có thể đánh bẹp chúng ta đó. Cái gì? Chúng mày là những quái vật Junomali à? Tao không quan tâm, tao muốn ăn. Bây giờ bụng tao bắt đầu cồn cao lại rồi. Tao sẽ xé xác hai thứ gớm ghiếc chúng mày cho vào miệng của tao. Mẹ kìa, thứ quái vật mèo zombie này mạnh quá, nó lợi hại quá, nó cấu né khắp da của chúng ta rồi. Mau chạy đi quái vật voi Junomali, mau lên đi mày. Chúng ta không đi chuyện này đâu.